Thưa quý vị, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2024, đơn vị đã tiếp gần 57.000 lượt nhân dân khách quốc tế vào Lăng Viếng Bác. Từ ngày 30 tháng Chạp đến hết ngày mùng 3 Tết Giáp Thìn 2024, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp hơn 56.600 lượt nhân dân khách quốc tế vào Lăng Viếng Bác tham quan khu vực. Tại khu di tích K9 đã đón tiếp 77 đoàn với 500 lượt người đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu di tích. Đã thành thông lệ hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, nhớ ơn người, mỗi người dân Việt Nam lại cùng nhau hướng về Lăng Bác, thành tâm tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập thống nhất. Ban Quản lý Lăng đã tích cực chủ động, làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng và Cụm Di tích Lịch sử Văn hóa Ba Đình, tổ chức đón tiếp chu đáo, tận tình, văn minh, lịch sự, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến dâng hương tưởng niệm Bác vào Lăng Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu vực. Sáng nay 14 tháng 2, tức mùng 5 Tết, tại khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định ở huyện Củ Chi, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Dự họp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Nhân ngày họp mặt truyền thống Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định thành phố Hồ Chí Minh và đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024, tại đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại đền tưởng niệm khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định, các đại biểu cũng dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo xứ ủy, Trung ương Cục miền Nam, khu ủy, Thành ủy Sài Gòn, Chợ Lớn Gia Định qua các thời kỳ. Họp mặt truyền thống năm 2024, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống đấu tranh vẻ vang của Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định là nơi đương đầu trực diện với mọi âm mưu, thủ đoạn và hành động tàn ác, dã man của địch. Cũng là nơi triển khai nhiều chủ trương và quyết định chiến lược của Trung ương. Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, những năm gần đây, trong đó có năm 2023, ghi nhiều dấu ấn nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong nỗ lực phục hồi kinh tế xã hội, tăng trưởng trở lại, thực hiện chủ đề nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, triển khai nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sáng nay 14 tháng 2, tức mùng 5 Tết Nguyên đán, hàng nghìn người đã tụ hội về Công viên Văn hóa Đống Đa Hà Nội cùng dâng hương tham dự lễ hội kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa 1789-2024. Tới dự lễ hội có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, thành phố Hà Nội, các địa phương và đông đảo du khách thập phương trên cả nước. Thưa quý vị các bạn, hiện tại tôi đang ở Công viên Văn hóa Đống Đa Hà Nội, nơi diễn ra lễ hội kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa. Đây là sự kiện được diễn ra thường niên để nhằm tôn vinh công lao to lớn của vị hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ và các tướng sĩ quân Tây Sơn đã anh dũng chiến đấu hy sinh chống giặc ngoại xâm giành lại độc lập cho Tổ quốc. Chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa năm 1789 là một trong những chiến công hiển hách bậc nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Để ghi nhớ công ơn của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, cứ vào ngày mùng 5 tháng Giêng hàng năm, người dân tổ chức lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa tại Gò Đống Đa, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội, hay còn gọi là Hội Gò Đống Đa, thu hút hàng nghìn người ở mọi miền Tổ quốc tham dự. Lễ hội năm nay có sự đổi mới, ngoài những hoạt động tế lễ tâm linh, các hoạt động múa, hát nghệ thuật ra, còn có các chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới và các hoạt động trò chơi dân gian. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương và cùng đông đảo nhân dân ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc cách đây 235 năm, triều đình nhà Thanh nhân thế nước Đại Việt rối ren đã sai Tổng đốc Lữ Quảng Tôn Sĩ Nghị mang 29 vạn quân binh sang xâm lược. Trước thế sự thù trong giặc ngoài, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ làm lễ tế cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu Quang Trung rồi lập tức tiến quân ra Bắc. Bằng nghệ thuật chuyển quân thần tốc, chiến thuật quân sự tài tình cùng sự trợ lực của nhân dân, chỉ trong 5 ngày, hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ cùng đội quân áo vải đã đánh tan quân Thanh, giành lại kinh thành Thăng Long, qua đó giữ vững nước Đại Việt trước họa xâm lăng.
viết tiếp trang sử vàng về tinh thần dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chúng tôi là cảm thấy rất tự hào là vì ý chí dân tộc Việt Nam của chúng ta không bao giờ khuất phục bất kể một xâm lược nào. Từ ngàn năm nay tôi mong rằng thế hệ trước kia cho đến sau này phát huy cái truyền thống chống giặc ngoại xâm, gìn giữ đất nước ta đời đời trường tồn. Em đã đến đây từ 5 rưỡi sáng, em thấy là mọi người đã chuẩn bị rất là trang nghiêm, ai ai cũng mong muốn vào và thậm chí là rất là nhiều lứa tuổi từ người già đến trẻ em đã gợi cho em được cái cảm xúc trân trọng và biết ơn cái giá trị mà vua Quang Trung đã để lại. Chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa là sự hội tụ, kết tình sâu sắc của truyền thống yêu nước, yêu độc lập, tự do, cùng với đó là tinh thần đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường ngàn đời của nhân dân ta. Bằng thắng lợi vĩ đại này, dân tộc ta đã đập tan giấc mộng xâm lược của quân Mãn Thanh, giải phóng đất nước, giữ vững độc lập dân tộc. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 2, do quận Đống Đa chủ trì tổ chức. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin khác. Dịp Tết Nguyên đán, nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí thu hút nhiều khách du lịch. Sau đây là tổng hợp nhanh về các hoạt động du lịch nổi bật của một số địa phương dịp Tết cổ truyền năm nay. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 2, tức từ 29 Tết đến hết 3 Tết Giáp Thìn, lượng khách tại các khu điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ trên địa bàn thành phố ước đạt khoảng 1,8 triệu lượt, doanh thu ước đạt khoảng 6.550 tỷ đồng. Trong đó, khách quốc tế đạt 75.000 lượt, tăng cao so với năm trước. Do kỳ nghỉ dài, nên lượng khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tăng hơn nhiều so với kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 ở hầu hết các hành trình tour. Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hà Nội ước đón 653.000 lượt khách, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế tiếp tục tăng trưởng mạnh, tăng 2,2 lần với gần 103.000 lượt khách. Nhiều điểm đến thu hút lượng khách đông như khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đón 80,6 nghìn lượt khách, khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đón hơn 106.000 lượt khách, khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đón hơn 48,7 nghìn lượt khách, khu di tích Cổ Loa đón 25.000 lượt khách, chùa Tây Phương đón trên 32.000 lượt khách, di tích nhà tù Hỏa Lò đón 13.000 lượt khách. Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2, tức từ 28 tháng Chạp đến ngày 6 tháng Giêng, ước tính có khoảng 102.000 lượt khách đến địa phương này tham quan, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu ước đạt 160 tỷ đồng. Riêng các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý, từ ngày 1 đến ngày 3 Tết đã đón hơn 104.000 lượt khách vào thăm, trong đó có khoảng 12.600 khách quốc tế và 92.000 khách nội địa. Ngày 13 tháng 2, các điểm di tích trở lại bán vé bình thường cũng có khoảng hơn 16.000 lượt khách vào tham quan. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, khu du lịch quốc gia Sapa tiếp tục là điểm đến hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn để du xuân. Theo thống kê, đã có hơn 100.000 lượt du khách đến Sapa trong dịp này. Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, tổng lượng khách đến Sapa đạt hơn 112.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 4.600 lượt, tổng doanh thu ước đạt 387 tỷ đồng. Tại đường Hoa Xuân Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 7 tháng 2 đến sáng 14 tháng 2, tức từ 28 Tết đến sáng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, có hơn 180.000 lượt người dân du khách gần xa đến tham quan chụp ảnh. Với chủ đề Đồng Tháp Sen Hồng bứt phá tiên phong, đường Hoa Xuân Cao Lãnh dài hơn 500 mét, thiết kế câu chuyện gồm 2 chương và 13 đại cảnh được bố trí đẹp mắt, kết hợp hài hòa giữa yếu tố tự nhiên cùng hệ thống ánh sáng độc đáo, qua đó thể hiện hình ảnh hoài niệm về vùng đất sen hồng xưa cùng những nét văn hóa truyền thống đặc trưng và mong ước về một sự đổi mới, tiến bộ, niềm tin về sự phát triển bền vững trong tương lai trên quê hương Cao Lãnh Đồng Tháp. Cứ vào ngày mùng 5 Tết, hàng ngàn người dân và du khách lại lên núi Thần Đinh thuộc di tích Chùa Non, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình để dâng hương, cầu an, cầu phúc. Lễ hội Chùa Kim Phong, núi Thần Đinh được khai mở vào ngày mùng 5 Tết. Hàng ngàn người dân và du khách đã có mặt tại đây, vượt 1.260 bậc đá trong không khí tĩnh mịch, thư thái để vãn cảnh Thần Đinh, ngắm sông Long Đại từ trên cao. Lễ hội núi Thần Đinh năm nay được bắt đầu bằng lễ rước nước truyền thống từ giếng tiên trên đỉnh núi về chùa Kim Phong ở chân núi để thực hiện đại lễ cầu siêu, cầu an với mong muốn cho quốc thái, dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Sau đó hàng vạn người dân địa phương, du khách lên giếng tiên để xin lộc, cầu an, cầu tài và ngắm cảnh thiên nhiên. Lễ hội được tổ chức đến hết tháng Giêng năm Giáp Thìn để đón du khách nhân dịp đầu xuân năm mới.
Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, đơn vị này vừa hỗ trợ đưa một đoàn khách du lịch gồm 300 người Đài Loan, Trung Quốc trở về nước khi đoàn khách này gặp sự cố ngoài ý muốn trong tour tại Phú Quốc, Kiên Giang trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Sự cố hy hữu bắt nguồn từ việc công ty phía Đài Loan hứa sẽ chuyển cho đối tác Việt Nam toàn bộ chi phí đi lại và thanh toán của đoàn Đài Loan trước khi đoàn bắt đầu chuyến tham quan tại Việt Nam. Nhưng tới nay, công ty phía Việt Nam mới chỉ nhận được chưa đến 10% số tiền. Trước tình hình này, ngành du lịch địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc thanh tra và hỗ trợ để du khách về Đài Loan đúng theo lịch trình. Dự kiến sẽ hỗ trợ đoàn khách gần 300 người trên trở về Đài Loan vào ngày hôm nay 14 tháng 2. Thưa quý vị, cũng như phần đông đồng bào các dân tộc trên cả nước, Tết Nguyên đán là một trong những ngày lễ quan trọng của đồng bào giao tuyển. Biết bao ước vọng về một năm may mắn, thịnh vượng và bình an dường như đều được bà con giao tuyển gửi gắm, nhắn nhủ qua những khúc hát mừng năm mới khi ra diết trầm lặng, khi lại tươi vui, rộn ràng. Những điệu hát mừng xuân đóng vai trò đặc biệt là món ăn tinh thần không thể thiếu, gắn bó mật thiết với các hoạt động tín ngưỡng, sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc giao tuyển mỗi dịp Tết đến xuân về. Theo các bậc tiền nhân chỉ dạy, ca từ trong điệu hát mừng năm mới cổ của đồng bào giao tuyển được cấu thành bởi hai phần rõ rệt, năm cũ và năm mới. Mỗi phần gồm 14 câu được chia làm 4 đoạn hát. Trong đó, phần mở đầu sẽ do những người đàn ông, chàng trai đến giao lưu, trò chuyện với các cô gái làng khác khởi xướng. Nội dung xoay quanh việc thăm hỏi đối đáp về một năm cũ đã qua. Nếu thuận lời vừa ý, đàn gái sẽ mời các chàng trai vào nhà uống nước, ăn quà. Qua một năm khó khăn vất vả rồi là đi sang năm mới để có thể vui xuân với nhau. Nên hát để con là chúc sức khỏe hôm qua một năm cũ đã qua, một năm mới đã đến, chúc nhau có thể là sang một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Đấy, rồi là hỏi thăm sức khỏe trai gái này. Đấy, có thể là một năm qua, một năm cũ đã qua, năm mới đã đến, chân tay rồi là người lúc nào mạnh khỏe, xinh đẹp, rồi là cụ, các cụ ông cụ bà thì lúc nào cũng là sống lâu trăm tuổi. Không chỉ thể hiện bộc bạch những ước nguyện tâm tư của bà con trước thềm năm mới bằng hình thức hát đối đáp, giao lưu giữa người thôn này với người bản khác, điệu hát mừng năm mới của đồng bào giao tuyển còn càng trở nên ý nghĩa nhân văn khi chứa đựng trong đó tinh thần đoàn kết, gắn bó làng xã bền chặt. Một trong những giá trị văn hóa tinh thần đáng tự hào của đồng bào giao tuyển huyện Bảo Thắng nói riêng và đồng bào giao tuyển cả nước nói chung. Ngày hội tiếng hát qua làng của dân tộc giao tuyển, chúng tôi thì thường sẽ hát vào dịp đầu năm du xuân. Sẽ có mời làng này đến với làng thôn khác, thôn này đến thôn khác để cho các cái thôn được giao lưu, được qua một cái năm gọi là vất vả rồi đầu xuân năm mới thì được giao lưu gắn kết với nhau, tình cảm gọi là hỏi thăm nhau rồi kết nối về văn hóa, về cái phong tục để gìn giữ được cái phong tục của người giao. Chúng ta tin rằng những mong ước, kỳ vọng được bà con đồng bào dân tộc giao tuyển gửi gắm thông qua điệu hát mừng năm mới truyền thống sẽ trở thành hiện thực, để sắc xuân, không khí tưng bừng phấn khởi tươi vui sẽ mãi tràn đầy trên gương mặt, nụ cười của đồng bào nơi đây. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đưa ra dự báo về tình hình lao động việc làm trong năm 2024. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2024, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều thách thức và bất lợi do những bất ổn và rủi ro phát sinh từ các cuộc xung đột quân sự đang diễn ra trên thế giới. Tuy nhiên, xuất khẩu được dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới khi nhu cầu thị trường thế giới tăng. Nhu cầu trong nước đang phục hồi, đầu tư công và đầu tư tư nhân dự kiến sẽ phục hồi. Cải cách tiền lương trong năm 2024 sẽ tạo sức mua lớn, góp phần tăng trưởng kinh tế. Thị trường lao động sẽ phục hồi trở lại. Các thách thức về lao động, việc làm đi liền với thách thức về bảo đảm an sinh xã hội. Do vậy, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong thời gian tới, cần tập trung cao độ cho công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật về lao động, người có công và xã hội, bảo đảm hiệu quả, hiệu lực, góp phần hoàn thiện thể chế chung, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tiếp đó, ngành cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, thực hiện các giải pháp nhằm thu hút người lao động quay trở lại làm việc,
duy trì chuỗi cung ứng nguồn nhân lực, hạn chế xảy ra tình trạng thiếu lao động cục bộ, bảo đảm duy trì quan hệ lao động hài hòa ổn định, hạn chế xảy ra tình trạng thiếu lao động cục bộ. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện rà soát, nắm bắt về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI, các ngành sử dụng nhiều lao động như may mặc, giày da, sản xuất gỗ, ngay sau Tết để có phương án kết nối cung cầu lao động, kết nối người lao động với người sử dụng lao động có nhu cầu. Tăng tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ưu tiên các phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Toàn ngành thúc đẩy tạo việc làm bền vững và sử dụng hiệu quả lực lượng lao động thông qua các chương trình, đề án, chính sách tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, tham gia thị trường lao động, đặc biệt quan tâm đến các nhóm lao động đặc thù, lao động yếu thế. Các giải pháp hướng nghiệp, phân luồng, tuyển sinh đào tạo nghề được đẩy mạnh. Ngành cần chú trọng đào tạo lại, đào tạo bổ sung, đào tạo tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng cao, kỹ năng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Bước vào mùa tuyển sinh đại học năm 2024, bên cạnh việc lựa chọn ngành nghề theo sở thích, sở trường và nhu cầu việc làm trong tương lai, một trong những vấn đề được các thí sinh, phụ huynh quan tâm là học phí. Hiện nay, trong số hàng trăm ngành đào tạo, theo quy định của nhà nước, có một số ngành được miễn giảm học phí. Đồng thời, các cơ sở đào tạo cũng có chính sách hỗ trợ học phí với một số ngành đặc thù để thu hút sinh viên. Nhà nước có chính sách cấp học bổng, khuyến khích học tập cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu có kết quả học tập, rèn luyện đủ điều kiện để được cấp học bổng tại các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của nhà nước. Như vậy, số chuyên ngành được miễn 100% học phí đã tăng lên với việc thêm các chuyên ngành tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu. Đối với ngành sư phạm, sinh viên sẽ được hỗ trợ hai khoản kinh phí là học phí và sinh hoạt phí. Trong đó tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi sinh viên sư phạm theo học. Mức hỗ trợ là 3,63 triệu đồng một tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường, mỗi năm học 10 tháng. Tuy nhiên, muốn được hỗ trợ, sinh viên phải thuộc đối tượng được giao nhiệm vụ, đặt hàng, nộp đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt cùng các hồ sơ liên quan. Ngoài ra, nhiều trường đại học đã đưa ra các chương trình hỗ trợ học phí, cấp học bổng nhằm thu hút sinh viên ứng tuyển vào các ngành khoa học cơ bản. Trong đó, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có 9 ngành được hỗ trợ gồm tài năng toán học, tài năng vật lý, tài năng hóa học, tài năng sinh học, địa lý tự nhiên, địa chất học, tài nguyên và môi trường nước, hải dương học và công nghệ kỹ thuật hạt nhân. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có 9 ngành gồm Hán Nôm, Lịch sử, Triết học, Tôn giáo học, Chính trị học, Nhân học, Việt Nam học, Ngôn ngữ học và Văn học. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng có quỹ học bổng cấp cho sinh viên trúng tuyển vào 7 ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học trái đất và khoa học biển gồm vật lý, hải dương học, kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật địa chất học, khoa học môi trường và công nghệ kỹ thuật môi trường. Chương trình học bổng của các trường dành cho ngành khoa học cơ bản sẽ tạo cơ chế mở, giúp thí sinh theo học ngành khoa học yêu thích đi kèm với các chính sách học bổng hấp dẫn, khích lệ học tập, tạo động lực để trở thành sinh viên giỏi, đồng thời tạo nguồn nhân lực cho các bậc học cao hơn cũng như nguồn nhân lực khoa học trong tương lai. Vụ cơ sở vật chất Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra thống kê về thiết bị dạy học triển khai theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Theo đó, sau 4 năm triển khai, chương trình giáo dục phổ thông mới hầu hết các địa phương vẫn thiếu thiết bị dạy học tối thiểu theo yêu cầu, làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Vụ cơ sở vật chất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến năm học 2023-2024, tỷ lệ thiết bị dạy học tối thiểu đáp ứng nhu cầu dạy học theo chương trình mới còn thấp. Trung bình cả nước chỉ đáp ứng được 54,3%. Tình trạng thiếu thiết bị dạy học một phần là do công tác mua sắm thiết bị dạy học của các địa phương gặp khó khăn. Đặc biệt từ năm học 2022-2023, tin học và ngoại ngữ là hai môn bắt buộc từ lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên đối với phòng học bộ môn tin học, số lượng máy tính mới chỉ ở mức cơ bản, đa phần là cấu hình thấp, đã được trang bị từ lâu, hạn chế trong việc cài đặt các phần mềm mới tiên tiến để đáp ứng nhu cầu dạy học. Còn đối với bộ môn ngoại ngữ, số lượng thiết bị chuyên dùng còn hạn chế, chủ yếu là những thiết bị cầm tay, đơn chiếc, phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên. Thưa quý vị, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vừa cho biết, lễ hội Xuân Hồng lần thứ 17 năm 2024 sẽ khởi động rất sớm, từ ngày 18 tháng 2 tới, tức ngày mùng 9 Tết. Đây là sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu xuân, khắc phục tình trạng khan hiếm máu sau điều trị sau Tết. Lễ hội Xuân Hồng được tổ chức bởi Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội. Chương trình sẽ kéo dài liên tục trong 8 ngày và diễn ra tại 3 địa điểm: Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Trường Trung học Cơ sở Châu Quỳ và Trung tâm Thương mại Eomo Hà Đông. Năm nay, với thông điệp hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc,
lễ hội Xuân Hồng lần thứ 17 mong muốn mọi người dân có đủ điều kiện, sức khỏe, sẻ chia giọt máu quý giá của mình như một món quà lì xì tới người bệnh cần máu. Chiều nay, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, trong đó so sánh cả 3 tiêu chí, số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương thì có 2 tiêu chí tăng. Trong 7 ngày qua, đã có 541 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước, làm tử vong 214 người và bị thương 504 nạn nhân. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2023, số vụ tai nạn tăng 83 vụ, giảm 69 người tử vong và tăng 177 người bị thương. Về tình hình giao thông đi lại của người dân trên cả nước cơ bản được đảm bảo, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, nhất là các ngày trước và sau kỳ nghỉ Tết, dẫn đến ùn ứ tại các tuyến ra vào cửa ngõ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động tổ chức lực lượng phương tiện nắm tình hình, bố trí phương tiện cầu kéo cứu hộ, phối hợp phân luồng từ xa, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án. Về xử lý vi phạm, cảnh sát giao thông cả nước đã huy động hơn 118.000 lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát. Kết quả có hơn 71.400 trường hợp vi phạm bị xử lý, phạt tiền hơn 182 tỷ đồng. Đáng chú ý có hơn 29.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, con số này chiếm hơn 41% tổng số vi phạm. So với cùng thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số vi phạm nồng độ cồn tăng hơn 277%. Một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao là thành phố Hồ Chí Minh với hơn 2.500 trường hợp, Hà Nội hơn 1.100 trường hợp, Đồng Nai hơn 1.000 trường hợp. Thưa quý vị, ngày hôm nay 14 tháng 2, tức ngày mùng 5 Tết, người dân bắt đầu đổ về các thành phố lớn để chuẩn bị đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhiều tuyến đường bắt đầu đông đúc và có tình trạng ùn tắc xảy ra. Chiều ngày 5 Tết, một lượng rất lớn người dân đã quay trở lại Hà Nội công tác sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khiến cho các cửa ngõ của thủ đô trở nên đông đúc đột biến và các lực lượng chức năng đã phải rất vất vả để có thể phân luồng, đảm bảo giao thông được thông suốt. Tại các nút giao thông trọng điểm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã bố trí lực lượng phân luồng giao thông, tránh tình trạng ùn tắc cục bộ. Tại khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố, đội cảnh sát giao thông số 14 phối hợp với các đơn vị khác nhằm phân luồng từ xa, không để các phương tiện dồn về một chỗ. Khu vực cửa ngõ thủ đô có lực lượng ứng trực 24/24 giờ để điều tiết giao thông, tránh tình trạng ùn ứ kéo dài, xử lý sự cố. Do là hai ngày nghỉ lễ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chính vì thế nên là cái nhu cầu quay trở lại thủ đô để học tập và làm việc của người dân tăng cao, đồng nghĩa việc là cái mật độ phương tiện giao thông là tăng cao trong hai ngày vừa rồi. Trong ngày hôm qua là ngày mùng 4 thì thậm chí là cái lưu lượng phương tiện còn diễn biến phức tạp đến tận 12:30, 1 giờ sáng. Và trong ngày hôm nay là ngày mùng 5 là ngày nghỉ lễ cuối cùng thì cái mật độ phương tiện đã bắt đầu gia tăng rất là nhanh từ trưa ngày hôm nay. Và dự báo là đến tận chiều tối cũng như là khuya ngày hôm nay thì cái lưu lượng phương tiện cũng sẽ còn rất phức tạp. Để đảm bảo giao thông được thông suốt, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng lớn cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở tất cả các tuyến huyết mạch, tập trung lực lượng phân luồng hướng dẫn giao thông tại tất cả các cửa ngõ, các luồng tuyến chính hướng vào thành phố. Theo khuyến cáo của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, thời điểm lượng phương tiện trên các tuyến quốc lộ dồn về thủ đô tăng cao, người dân trước khi khởi hành có thể tham khảo các ứng dụng theo dõi giao thông để có lộ trình di chuyển phù hợp. Ngày mùng 4 và ngày mùng 5 Tết là dịp người lao động di chuyển nhiều từ các tỉnh về thủ đô làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Nắm bắt được tình hình đó, nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội như các nhà xe, bến xe đã chủ động tăng cường nhân sự nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân. Trong ngày 14 tháng 2, tức ngày mùng 5 Tết, hàng chục xe khách từ các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh liên tục vào bến xe Giáp Bát thuộc địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, chở theo người lao động trở lại thủ đô làm việc sau những ngày nghỉ lễ. Với những cán bộ bến xe Giáp Bát, họ đã chuẩn bị bố trí nhân sự để có thể đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Đơn vị huy động 100% nhân lực làm việc đan xen trong dịp cao điểm. Bến xe chúng tôi cũng đã chuẩn bị công tác phục vụ để cho bà con khi về đến bến là được chúng tôi đã bố trí và cũng có sự chuẩn bị cùng với bên xí nghiệp xe buýt
là bà con về đến bến xe Giáp Bát là có một lượng xe buýt sẽ chở bà con về một cách an toàn và thuận lợi nhất sau cái đợt nghỉ vừa rồi. Cái kinh tế của nó đang gọi là thì mấy hai nữa xe ghép và xe gọi là limousine nó cũng hoạt động nhiều, nên cái mức độ khách đi lại là nó với vừa đủ gọi là lượng tải. Với mục tiêu hướng tới công tác phục vụ là đảm bảo tốt công tác giải tỏa khách, phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhanh chóng, thuận tiện, văn minh, lịch sự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an toàn phòng cháy chữa cháy, các bến xe đã tăng cường các biện pháp ứng phó có hiệu quả đối với các tình huống có thể xảy ra nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe. Hôm nay mùng 5 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục lập kỷ lục về lượng người qua sân bay khi đã vượt qua dự báo về số chuyến và số lượng hành khách để xác lập đỉnh mới từ khi bước vào cao điểm phục vụ Tết Giáp Thìn. Trong ngày mùng 5 Tết, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đón khoảng 148.000 lượt khách, nhiều nhất từ đầu cao điểm Tết năm nay, do các hãng bay đưa khách quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau Tết. Nhiều chuyến bay quốc nội có tỷ lệ lấp đầy đạt từ 99 đến 100%. So với ngày hôm qua mùng 4 Tết, lượng khách đi lại ngày mùng 5 Tết tăng hơn 12.000 lượt khách. Trước đó, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo giai đoạn phục vụ cao điểm Tết Giáp Thìn, mỗi ngày có khoảng 860 đến 900 chuyến bay đi và đến sân bay. Lượng khách trung bình dự báo sẽ có khoảng 135.000 đến 140.000 hành khách mỗi ngày. Như vậy, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày mùng 5 Tết đã vượt qua dự báo về số chuyến và lượng khách để xác lập đỉnh mới từ khi bước vào cao điểm phục vụ Tết Giáp Thìn.